When you come to someone's house for dinner. Em làm gì vậy? Chị đẹp gái quá, ước gì chị là chị gái ruột của em. Sao mà được? Chị ơi, chị cho em chụp chuyện tấm hình nha. Để xíu post Facebook. Chị ơi, cho chụp hình em nữa, tụi em nữa. Thôi đi tụi bay, thôi đi. Thôi. Để cho mượn một tấm thôi. Giờ đi không? Thôi. Thôi đi. Một tấm thôi. Chưa một xíu. Thôi không? Thôi không? Đi ra ngoài. Thôi đi ra ngoài hết đi. Đi ra ngoài hết. Đi ra ngoài hết. Sao có chọn đi ra ngoài. Đi. Sao khó khăn vậy? Đi. Tụi bay đi ra ngoài đi. Đi. Từ từ. Nhìn chiếu. Nhìn cái gì mà nhìn? Làm gì mà ghê đây? Coi tụi nó kìa. Làm gì mà lùa tụi nó đi nhanh quá vậy? Cô còn tính nó chụp với mọi đứa tấm hình á. Mấy đứa này tiêu chuẩn thẩm mỹ ngày càng đi xuống. Tiêu chuẩn đi xuống cái gì? Cô thấy tụi nó rất là có mắt thẩm mỹ luôn. Chả thấy thẩm mỹ một chỗ nào hết. Thiệt mà. Em nhìn kỹ cô đi. Cô không giống mỹ nhân hả? Mỹ nhân á? Ừ. Đâu, mỹ nhân ở chỗ nào đâu? Đâu? Wow. Mỹ nhân cái gì? Dị nhân thì có. Ủa chứ cô không tự coi gương hả? Bữa nào làm thử cái mặt đi rồi coi gương coi sợ không? Ghê. Thôi. Dám nói cô giáo là dị nhân hả? Thôi học tiếp đi, học tiếp đi. Trời ơi, trời có một xíu. Từ cái gì? Khó khăn quá. Biết cái Nguyên mà Nguyên đang giận đó. Mấy cậu định về hả? Tôi tính đem trái cây lên cho mấy cậu ăn nè. Dạ thôi khỏi chị ơi, mấy bà không có ăn đâu, về liền bây giờ. Chị là ai vậy? Hả? Chị làm ở đây đó. Chị làm ở đây hả? Ôi, chị ơi, chị ơi, cho em giúp chị bộ chị đi chị. Hay là cho em giúp tay mình nha. Không cần đâu. Không cần đâu, mấy cậu ăn đi rồi về nha. Ăn cái gì nữa, về liền đi, trời ơi. Một xíu nữa thôi. Đúng là mỹ nhân thanh khiết. Đẹp nhưng... quá mày. Ôi trời ơi, không có đẹp điếc hết. Đi về liền. Không ở lại vậy. Đè. Mấy em có chuyện gì vậy hả? Dạ em chào cô. Dạ tôi chào cô. Dạ thôi, tụi em xin phép đi về nha. Em chào cô. Dạ cô kìa. Dạ cô về. Chị về nha Tâm Ý ơi. Ủa? Chị dạy xong rồi hả? Chị về trễ quá ha. Tại vì sắp thi học kỳ rồi mà. Có cần chị phụ gì không vậy? Dạ thôi. Chị về nha. Dạ, bye chị. Bye em. Chị My. Ôi. Chị My. Chị My, chị gái đi. Thôi, em đi về hết đi. Thôi, nhưng mà được rồi. Thôi mà hôm nay được rồi, tụi em đi về đi. Thôi mà đi về. Thôi, chụp một cái đi. Chị chụp hình với em một tấm nè. Dễ thương quá hả? Dễ thương quá hả? Thằng nào thần tượng của em luôn á. Thôi chị ơi. Thôi tụi em đẹp lắm luôn á chị biết không? Một tấm nữa nha chị. Ủa, cậu cần lấy gì hả? Lấy cái áo. Để tôi lấy cho. Thôi được rồi. Ủa chị đang học bài hả? Đâu có đâu. Tôi chỉ xem cho vui thôi à. Tâm Ý. Ủa mẹ. Mẹ kiếm gì Tâm Ý gì vậy mà? Mẹ tính nhà Tâm Ý dọn cho mẹ cái kho. Tâm Ý ơi. Mẹ. Thôi. Đi con dọn kho cho mẹ. Cái gì? Tại vì hôm nay con ngứa tay ngứa chân quá à. Con muốn dọn cái kho. Ủa mà cái kho là chỉ cần mình gom mấy cái đồ dơ mình đem giục là xong đúng không ạ? Đây con làm cho nha. Anh à. Sao vậy? Gì mà bữa nay con có bị sốt không vậy? Con mà biết làm việc nhà nữa hả? Tạm bữa giờ con ngồi chơi game nhiều quá cho nên là con muốn được hoạt động á. Đây, đây con lên con dọn nha. Thằng này bữa nay nó có bị bệnh không ta? Chị My xinh đẹp, chị My là dạy em, chị My là thiên thần của em, chị My. Cảm ơn, đi về đi. Em không về đâu, chị My em yêu chị. Nè, cô giáo. Ủa, mấy đứa này đâu quen với con hả? Dạ không có, chị My em yêu chị. Chị My xinh đẹp, chị My là thiên thần, chị My biết Tâm My. Nụ cười thiên thần Tâm My. Tâm My ơi, Tâm My ơi. Tâm My, mấy đứa này nó cũng quen với con hả? Dạ không có đâu ông. Trời ơi, mấy ông này, mấy ông điên, ông làm như là tranh cử tổng thống không bằng vậy đó. Nè, mấy đứa làm cái gì ở đây vậy hả? Dạ, chào cô ông về. Mấy cái thằng này. Dạ, ông chào cô. Trường con đang tổ chức bình chọn cho chị Tâm Ý với chị My á. Coi ai là người đẹp nhất trường. Bởi vì trong trường con á, hai chị đó là mỹ nhân á. Mỹ
mấy cái thằng nhóc này. Mình chọn nữa hả? Dạ. Nhưng mà rốt cuộc là mình chọn ai đẹp nhất? À, hiện tại thì số phiếu của hai người đang ngang nhau á. Đúng là con nít quỷ. Nếu mà nhìn tổng thể á thì tất nhiên cô giáo của anh hai phải là đẹp hơn rồi. Chị mình mới là đẹp hơn chứ. Cô giáo. Chị. Cô giáo. Tâm ơi. Cô giáo. Chị Tâm ơi. Nè đâu ơi. Hai cái đứa này. Ba cái chuyện rồi xàm xí gì đó tự nhiên là chia phe là cãi lộn. Không cần phải nói nhiều. Nhìn sơ qua biết cô giáo đẹp một cách nhã nhặn. Chứ cô giáo đẹp hơn. Cái nhã nhặn là tính cách chứ đâu phải là bề ngoài đâu. Con thấy Tâm ý nhà mình mới là đẹp nhất á. Chẳng qua là Tâm ý nó không có chịu trang điểm thôi. Nó mà trang điểm hả là nó ăn đứt cô giáo luôn đó bà. Không 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 không. Cô giáo có nét đẹp riêng của cô giáo. Một nét đẹp sáng sủa. Từ tai mũi mắt miệng. Đâu nó nằm đúng vị trí của đó. Con thấy là Tâm ý đẹp hơn. Bởi vậy mắt thẩm mỹ của bà không có xài được gì hết. Cho nên bà mới thích cô Lệ Liễu đó. Cô Lệ Liễu sao? Rồi còn con nói ba không có mắt thẩm mỹ. Con có mắt thẩm mỹ quá. Hết người lựa lựa thằng chồng á. Nó vậy đó. Ba này chồng con đẹp trai chứ bộ. Ai nhìn vô mà không nói chồng con đẹp trai. Thì phải rồi, nó có đẹp trai. Nhưng mà nó ẩn sâu trong đó là gì? Một cái sự thiểu năng. Một cái gọi là phát triển trí não không được bình thường. Chẳng qua là tại vì ba là đàn ông thôi. Ba không có nhìn thấy được cái nét đẹp tiềm ẩn của chồng con. Cái nét đẹp thông minh mà nó tiềm ẩn ở tận bên trong. Chỉ có một mình con nhìn thấy thôi. Thiểu năng không có không chịu hả? Vậy ba nói là cái trí não nó không được phát triển, có chịu không? Nhưng mà còn cô hiểu phó thì sao chứ? Dạ thôi. Ba vừa điệu nữa thì có gì đâu mà đẹp hả ba? Vậy thôi, ông với cô đừng có cãi nhau nữa. Không có nên đâu. Mọi người ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Cùng nhau bỏ phiếu bình chọn cho chị Tâm Ý và chị My đi mọi người ơi. Không nói nhiều, cô giáo đẹp hơn, cho một nhát. Một nhát cô giáo luôn. Nè, cô thấy là Tâm Ý đẹp hơn, cho Tâm Ý một nhát. Một nhát chị Ý. Theo em á thì em sẽ quyết đoán bầu chọn cho cô giáo. Hay quá, quyết đoán. Tâm Ý đẹp hơn. Anh ơi, anh rảnh không? Hả? Sẵn tiện anh tháo cái miếng mềm vừa bọc chọn xuống luôn nha. Con nhỏ này, mẹ bình chọn mắt mới gì phải tháo xuống chứ. Tại vì con không thích. Anh nói cái gì vậy? Chị mình đẹp hơn chứ. Anh ơi, cho hai nhát đi. Gì mà cho hai nhát hả? Mày mà cho hai nhát thì tao cho 10 nhát á. Vậy thì mình sẽ cho 20 nhát. Mày cho 20 nhát tao cho 1.000, 1 tỷ, 1 vạn nhát luôn. Mày nói cái nữa đi, tao xé thành chị mày á. Ngon mày nói đi. Thôi. Đúng rồi, mỗi người chỉ được một nhát thôi. Không có 1.000 phiếu đâu mà bình chọn nhiều dữ vậy. Ủa? Cậu chú thôi, không cãi lộn ở đây. Bây giờ sĩ suy nghĩ cho thật kỹ, bình chọn có ai đẹp hơn ai. Nhà mình rảnh ghê. Ôi cậu. Chú ơi. Làm tao mất hứng à. Ê, Nguyên. Nguyên, đây. Qua đây con. Chọn đi con. Cô giáo và Tâm Ý ai đẹp hơn ai. Cô giáo. Ai đẹp trai ai. Màu chọn đi Tâm Ý. Cô giáo. Là chọn ai, ai đẹp hơn. Tập trung, suy nghĩ. Cô giáo. Tập trung chú ý bình chọn đúng nhà vị trí. Nhà mình cũng rảnh thiệt luôn. Ủa cái thằng này nó học cái tuần thằng kia hả? Ủa cuối cùng số phiếu cũng bằng nhau hả ta? Mọi người ơi. Ơi sao rồi? Có kết quả nè cả nhà ơi. Vậy hả? Dạ. Ai thắng ai thua? Cô giáo thắng hay là Tâm Ý thắng vậy? Tâm Ý thắng đúng không? Phải cô giáo phải thắng. Cả nhà bình tĩnh chờ con một chút để con đếm nhẩm lại cái. 5, 10, 15, 20, 96 điểm, bên này 96 điểm, bên này 5, 10, 15, bên này cũng 96 điểm luôn. Vậy là kết quả cuối cùng là cả hai bên đều đồng điểm hết. Vậy hả? Trời ơi, Tâm Ý thắng mới đúng đó. Cô giáo. Trời ba ơi, này. Nhà mình rảnh gì thiệt luôn hả? Thì đó, rảnh thiệt luôn cậu. Ấy, bây giờ quyết định thắng thua là phiếu của hai đứa đó. Bầu đi. Nè, qua đây bầu đi. Dạ, thưa thầy, con đi ra ngoài đây. Con Nguyên. Để mà con bầu chọn hả? Thì con sẽ chọn đi chơi game vui hơn. Thằng này. Cái thằng. Vậy là kết quả vẫn là huề. Thank you.